Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Số của mình. Hôm qua ngày thứ 5, ngày 22 tháng 4 với kết quả 292. Xin chúc mừng bạn nào đã ăn được con 92. Hôm qua mình có lên video cũng có chốt cho các bạn cái chạm 2 và chạm 1 các bạn tham khảo. Thì nếu như bạn nào mà trùng kết hợp thì các bạn cũng ăn được con 92 ở cái chạm 2. Và với cặp lô mình chốt cho các bạn là cặp 13-31 thì nó đã ra con 13. Với bảng kết quả thì đầu 5 câm các bạn tham khảo các lô 50 và 59. Và với cái đường cầu thì có một đường cầu cặp 3883 với lô khung thì mình cũng không đưa lên cho các bạn để các bạn có thể tham khảo trùng để các bạn chơi. Hôm nay mà không ra cặp 3883 thì các bạn ngày mai có thể vào tiền. Đó là cái tham khảo của mình. Còn đây là bảng lô của ngày 23 tháng 4, mình có chốt cho các bạn song thủ lô 8998 và lô khung 2662 3 ngày. Cái dàn nuôi tuần thì các bạn vào ngày hôm nay và ngày mai. Dàn 36 số khung 2 ngày cũng là ngày hôm nay và ngày mai thì các bạn có thể là trùng chơi, kết thì các bạn chơi. Cái dàn đuôi tuần của mình và cái dàn khung 2 ngày thì nó cũng có cùng với cái chạm 0 để các bạn tham khảo. Hy vọng rằng 2 ngày cuối tuần này thì nó sẽ lộ cho chúng ta. Và vừa rồi mình cũng đưa cho các bạn với cặp lô tham khảo và dàn đề tuần, dàn đề nuôi 2 ngày, 36 số và dàn 8 số. Và mình cũng hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh. Mỗi khi mình lên kênh các bạn đều có thể thấy mình.